mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Siêu thị Hải Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay siêu thị Hải Minh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn máy gấp quần áo Yamaguchi A100S. Được thiết kế nhỏ gọn, thân thiện cùng với những tính năng vượt trội, máy gấp quần áo Yamaguchi A100S là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nội trợ trong những ngày mưa gió. Máy gấp quần áo Yamaguchi A100S được thiết kế gọn nhẹ, không tốn nhiều diện tích. Trọng lượng máy nhẹ, dễ dàng thay đổi vị trí của máy. Máy gấp quần áo Yamaguchi A100S có vỏ bọc được làm bằng nhựa cao cấp, bóng, đẹp. Đồng thời, vòng chứa bên trong của máy được làm bằng thép thô rỉ. Vòng chứa bên trong của máy. Thiết kế vòng lưới đảm bảo cho quần áo trong quá trình bắt không bị văng ra ngoài. Máy có thiết kế nắp gập, rất tiện lợi. Cùng với đó là nắp bảo vệ bộ điều khiển. Đây là nút điều chỉnh tốc độ. Tốc độ từ 0 đến từ 1 đến 5. 1 là tốc độ nhỏ nhất. 5 là tốc độ tắt nhanh và mạnh nhất. Tương ứng với thời gian cài đặt chế độ bắt từ 1 đến 5 phút sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Quay trở về 0 để tắt máy. Đây là vị trí để chúng ta đổ nước xả vải giúp quần áo thơm hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng máy bắt quần áo Yamaguchi A100S. Đầu tiên chúng ta chỉ cần cắm nguồn điện vào. Tiếp theo là cho quần áo ướt vào bên trong. Máy bắt được tối đa 10kg quần áo. Và sau đó vặn các nút điều chỉnh. Số 1 là tốc độ nhỏ nhất. Tùy vào số lượng quần áo và mức mà bạn muốn bắt khô, chúng ta có thể điều chỉnh từ 1 đến 5. Ở mức độ 5 chúng ta thấy là máy quay rất là nhanh. Chúng ta có thể đổ dầu thơm vào đây để làm cho quần áo thơm. Máy có chức năng tự động ngắt khi mở nắp. Sau khi sử dụng xong, chúng ta lại vặn về 0. Thao tác sử dụng rất nhanh chóng và đơn giản. Máy có ống dẫn nước thải và thanh cài tiện lợi khi không sử dụng. Máy bắt quần áo Yamaguchi A100S sử dụng điện áp 220V, tần số 50W, sử dụng công suất bắt 180W với trọng lượng bắt được quần áo trong một lần bắt. Bắt nhanh và kiệt nước, giúp quần áo mau khô hơn. Chế độ quay ly tâm, số mạnh. Đồng thời chế độ quay một chiều không làm ảnh hưởng đến chất lượng quần áo sau khi bắt. Siêu thị Hải Minh chuyên cung cấp các thiết bị máy bắt quần áo chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp rất nhiều các thiết bị máy công nông nghiệp khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website siêu thị hải minh.vn, siêu thị điện máy chính hãng.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi theo hotline tại Hà Nội 024-3221-6365, tại thành phố Hồ Chí Minh 028-3510-2786, tại Hải Phòng